Hello, what's up và chào mừng anh em đã quay lại với channel Đam Mê Công Nghệ. Thì hôm nay mình sẽ cùng anh em review nhanh một chiếc vòng đeo tay thông minh. Thì đó là chiếc Honor 35 mình đang có ở đây. Và mình mời các bạn đến với phần đánh giá chi tiết ngay sau đoạn intro nha. Rồi đây các bạn có thể thấy đây là cái hộp của chiếc Honor 35 của chúng ta. Thì xung quanh hộp nó sẽ in những cái dòng chữ Trung Quốc để biểu thị những cái thông tin cần thiết. Rồi là phía trong hộp nó sẽ có một cái sách hướng dẫn và một cái cáp sạc thôi chứ không có gì, cho nên mình sẽ bỏ qua cái hộp nó ở đây. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm chính của chúng ta. Rồi cái phần đầu tiên của chiếc Honor 35 này mình sẽ nói đó chính là cái thiết kế của nó. Thì nhìn sơ qua về cái thiết kế thì bạn có thể thấy là nó cũng có một cái thiết kế gần giống như là những cái smart band khác ở trên thị trường hiện tại. Thì cái thiết kế của nó là nhỏ nhắn, gọn gàng và nhìn khá là trẻ trung như các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái dây đeo được hoàn thiện bằng nhựa TPU. Và một cái phong cách mình có thể gọi là nó khá là cổ điển. Bởi vì là như các bạn có thể thấy thì đa số những cái smart band hiện tại trên thị trường thì nó có kiểu gài là ấn vào giống như ấn nút đó các bạn. Nhưng mà cái này là nó gài kiểu giống như là truyền thống á. Thì cái thiết kế là nó cũng có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau thôi. Thì cái thiết kế này nó có cái ưu điểm đó chính là khi các bạn đeo vào tay á, thì cảm giác nó khá là thoải mái và nó không có bị tuột. Còn khi mà mình đeo chiếc Mi Band 4 hay là chiếc Galaxy Fit gì đó thì lâu lâu mình cũng bị tuột khoảng 1-2 bậc thì mình không hiểu tại sao nữa. Và hơn nữa ở đây các bạn có thể thấy là cái phần da đeo của nó cũng khá là mềm đó. Khi mà các bạn đeo vào tay thì cảm giác là rất là thoải mái luôn nha. Rồi ở phía mặt trước của nó thì nó được design theo kiểu là nó hơi cong một tí. Cho nên các bạn đeo vào tay các bạn có cảm giác là nó cong theo cái tay của các bạn luôn nha. Đó, như thế này. Rồi ở mặt dưới của nó là nó có một cái cảm biến đo nhịp tim và đo độ bão hòa oxy trong cơ thể nha. Nó không có quá lồi lên cho nên cảm giác đeo của các bạn thì nó hoàn toàn thoải mái, không gặp vấn đề gì trục trặc hết nha các bạn. Và ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta có hai cái chấu sạc nó nằm ở đây. Thì cái da đeo của chiếc Honor 35 này thì chúng ta không thể tháo nó ra được, cho nên là các bạn sẽ sạc trực tiếp vào chỗ này nha các bạn. Rồi bỏ qua phần thiết kế thì tiếp theo mình sẽ nói đến cái phần màn hình của nó. Thì ở chiếc Honor 35 này nó sẽ có một cái màn hình là AMOLED với kích thước là 0.95 inch. Thì các bạn đã biết rồi, công nghệ màn hình AMOLED thì nó cho một cái màu đen có một cái độ sâu nó khá là tốt. Cho nên là khi các bạn nhìn vào phía trên của nó, khi bạn sẽ có cảm giác là nó sẽ tràn viền chứ không phải là chỉ có một cái màn hình vuông chỗ này thôi. Thì đó, nhìn nó khá là đẹp. Và ở dưới của cái màn hình đó sẽ có một cái nút home nhỏ. À thì nó cũng không có nhỏ lắm. Theo mình đánh giá thì cái nút home này so với những con smart band khác thì nó cũng bự hơn đó các bạn. Nhưng mà cũng không vấn đề gì. Rồi thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu tiếp về cái phần giao diện và phần tính năng của cái con Honor 35 này. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có cái giao diện nhiều màu sắc sặc sỡ như thế này đây. Đó. Và cái phông chữ của chiếc vòng đeo tay này thì cũng khá là dễ đọc nha các bạn. Ở cái giao diện này nó cũng có vài chỗ mà mình không thích nha các bạn. Thì cái chỗ đầu tiên mà mình không thích á đó chính là ở xung quanh những cái biểu tượng như thế này nè, nó sẽ có thêm đó chính là những cái vòng màu nhỏ nhỏ ở bên ngoài á, thì mình thấy nó không có được đẹp cho lắm. Nhưng thà là không có những cái vòng đó thì mình sẽ thấy là cái thiết kế giao diện này nó đẹp hơn. Và cái điều thứ hai mình không thích ở cái giao diện này đó chính là nó hơi lắc và hơi bị delay á các bạn. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ là chế độ đi bộ trong nhà đi. Đó, mình sẽ bắt đầu và đây các bạn có thể thấy nó đếm khá là lắc. Đó, nó đếm kiểu nó hơi lắc cái màn hình đó bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ lần lượt nói những cái tính năng của con Honor 35 này. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ có một cái mặt đồng hồ để chúng ta có thể xem giờ và xem số bước chân của chúng ta ở đây. Thì các bạn có thể tùy chỉnh cái mặt đồng hồ này ở phía trong một nhiều hơn á, tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi tiếp theo khi mà bạn nhấn vào cái mặt đồng hồ này thì nó sẽ hiện ra là cái biểu tượng Bluetooth nè, rồi là phần trăm pin nè, rồi là có thông báo hay là không nè, rồi là nhiệt độ hiện tại là bao nhiêu độ C nè, đó. Rồi tiếp theo sẽ là cái phần đếm bước chân của nó. Đây, đếm số bước chân bạn đã đi á. Rồi bạn nhấn vào nó để xem chi tiết là các bạn đã đi được là 2201 bước nè. Rồi là các bạn đã tiêu thụ 46 kcal, đi được
1,42 cây số nè, vân vân. Đó. Rồi cái phần tiếp theo thì đó chính là phần đo nhịp tim. Thì mình thấy là ở trên con Honor Band 5 này nó đo nhịp tim khá là chính xác. Đây mình sẽ đo ví dụ cho các bạn xem luôn. Ở đây thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ nhịp tim này là nó đã bắt đầu đo nhịp tim cho các bạn rồi. Đó, thì đây nó hiện ra cái màn hình kết quả cho các bạn nè. Thì mình thấy là cái kết quả này nó cũng khá là đáng tin, bởi vì là mình đã có thử nó với và nó cho ra thông số là đáng tin cậy nha các bạn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái tính năng nữa, đó chính là đo độ bão hòa oxy. Thì đây các bạn nhấn vào nó, nó sẽ có thông báo là siết chặt da đeo và giữ nguyên. Đó, nó đã bắt đầu đo, nó đo chung với nhịp tim của mình luôn. Đó, độ bão hòa oxy trong máu của mình nó là phía trên, còn cái nhịp tim là ở phía dưới. Đây các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn ở đây. Bộ oxy trong máu của mình đã là 98% và nhịp tim là đang là 102 nhịp một phút. Đó, nó đang thay đổi thông số, nó đang đo. Đây, nó đã hiện ra cái màn hình kết quả của chúng ta đây. Các bạn có thể thấy là phía trên đây chúng ta có là 98% nè, và ở dưới là có 102 nhịp trên phút. Thì cái độ bão hòa oxy trong máu theo mình tìm hiểu được thì nó nằm trong khoảng 95-100% là bình thường nha các bạn. Ok, thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tính năng nữa, đó chính là tính năng đo giấc ngủ. Thì đây, nó sẽ đo giấc ngủ của mình vào buổi tối và phân tích giấc ngủ của mình. Thì ở tối mình đã ngủ được là 6:08 nè, nhưng mà mình không có bật tính năng là True Sleep cho nên nó sẽ không có thông, nó sẽ không có kiểu là phân tích cái chính xác những cái giấc ngủ của mình. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đó chính là tính năng tập luyện. Ở cái tính năng tập luyện này thì nó cũng có một số những cái chức năng như là chạy bộ ngoài trời nè, chạy bộ trong nhà, đi bộ ngoài trời, đi bộ trong nhà, và là đi xe đạp trong nhà, máy tập elliptical và máy tập chèo thuyền, bơi lội, tập luyện tự do vân vân. Các bạn có thể lựa chọn từng bài tập theo cách mà các bạn mong muốn đó. Thì đây, khi mà bạn nhấn vào nó thì nó sẽ bắt đầu là đếm thời gian và bắt đầu tập. Rồi nó sẽ đo thời gian cũng như là một số những cái thông tin cho các bạn. Ok, mình sẽ tạm dừng nó. Mình sẽ dừng nó luôn. Ok, dừng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái tính năng là Alipay. Thì cái tính năng này đó là tính năng thanh toán. Thì mình cũng không có dùng nó cho nên mình cũng xin phép là không giới thiệu nó trong cái video này. Rồi tiếp theo nó sẽ có cái tính năng mà mình khá là thích, đó chính là tính năng thông báo tin nhắn đó. Các bạn có thể thấy phần tin nhắn ở đây thì các bạn nhấn vào thì nó sẽ ra list những cái tin nhắn đã gửi tới máy của các bạn. Thì các bạn sẽ bấm vào từng cái và check được nó luôn đó. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ có ở đây là cái phần nhiều hơn. Nhưng mà trước khi nói cái phần nhiều hơn này thì mình sẽ nói tới là cái trình điều khiển nhạc của nó. Ở đây chúng ta sẽ có thể là chơi hoặc là tạm dừng bài hát nè. Chúng ta có thể là tua tới bài hát tiếp theo và tua ngược lại bài hát trước nè. Chúng ta có thể là tăng giảm âm lượng nè. Đó. Rồi mình sẽ nói qua cái phần nhiều hơn này. Khi bạn nhấn vào đó thì nó sẽ có là đồng hồ hẹn giờ nè, đồng hồ đếm giờ nè, màn hình quay số nè, tìm điện thoại nè, cài đặt độ sáng nè, bật màn hình nè, pin nè, hệ thống nè. Rồi cái phần đầu tiên thì đó chính là đồng hồ hẹn giờ đây. Các bạn có thể thấy là chúng ta có thể set là số giờ nè, ví dụ mình là 0 giờ 0 phút và 5 giây chẳng hạn. Đó. Các bạn nhấn vào cái nút mũi tên này thì nó sẽ bắt đầu nó đếm cho các bạn. Đó, nó sẽ đếm ngược về. Khi mà hết giờ thì nó sẽ rung lên. Đó. Và thì dừng nó ở đây. Ok, rồi cái phần tiếp theo mình sẽ nói nữa đó là đồng hồ đếm giờ. Đây có nghĩa là cái đồng hồ bấm giờ của các bạn thì các bạn sẽ nhấn vào nó. Kiểu như các bạn chúng ta muốn đếm giờ, chúng ta làm những cái việc gì đó, giống như là các bạn xếp Rubik chẳng hạn, các bạn muốn đếm cái thời gian mà các bạn xếp xong khối Rubik là bao nhiêu, hoặc là các bạn muốn biết được là chúng ta chạy hết 60m hoặc là 100m trong khoảng thời gian bao nhiêu, thì đây là một cái tính năng khá là hay dành cho các bạn. Đó. Rồi thêm nữa mình sẽ nói trong cái mục nhiều hơn này, đó chính là cái màn hình quay số nè. Đây,
các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có là những cái màn hình, những cái giao diện này như nãy mình đã nói, mình có thể tùy chỉnh được nó đó. Ví dụ như mình chọn cái này đi thì ra cái màn hình chính của nó sẽ có là 15 giờ nè, rồi là thứ ngày và cái bước chân nè, số kilocalo tiêu thụ nè, đó khá là hay. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một là tìm điện thoại. Đó, khi bạn nhắn vào thì chiếc điện thoại mà chúng ta kết nối với chiếc Honor 35 này nó sẽ rung lên. Đó. Ok. Rồi thì trên đây là tất cả những cái đánh giá của mình về chiếc vòng đeo tay Honor 35 này. Thì các bạn có đánh giá gì về nó hãy để lại comment dưới phần mô tả nha. Và nếu là bạn thì bạn sẽ chọn là Honor 35 hay là Mi Band 4. Và nếu các bạn thấy cái video này hay thì để lại một like và một subscribe để ủng hộ team mình ra những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.